Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tuyệt thế đường môn tập 206 anh em nhé. Một luồng kim quang từ trên người của nàng phóng đi. Đến khi Vũ Hạo phản ứng lại, nàng chỉ còn là một cái bóng mảnh thành xinh đẹp. Vương Thu Nhi. Vũ Hạo nhìn thấy rõ trên khăn trùm đầu có theo ba chữ như thế. Chẳng lẽ nàng chính là... Nghĩ đến đó, hắn lập tức co giò phóng theo bóng dáng cô gái kia, hướng người con gái ấy chạy đi, không phải là thành xử lấy khác kia sao? Tốc độ của cô gái rất là nhanh, như là cô Xuân Ca bé nhỏ đang sợ hãi bỏ trốn, hắn chạy theo mà ngẩn to te, vì vốn chỉ có thể thấy bóng dáng của người ta. Tốc độ nhanh gớm, tu vi cô gái này ít nhất cũng phải là hồn vương ngũ hoàn cấp đây, không chừng có thể là hồn đế kia. Vương Thu Nhi, Vương Đông, chẳng lẽ nàng chính là tỷ tỷ song sinh mà Vương Đông từng kể cập sao? Vũ Hạo chạy rất nhanh, thế nhưng mà trong lòng lại cảm thấy không yên, không biết có nên đuổi theo như thế hay không. Dù rằng mình biết người ta, thế nhưng mà người ta chưa chắc đã biết mình cơ mà, đuổi theo như thế có sỗ sàng quá không đây? Thế nhưng chỉ thoáng nhìn qua đôi mắt ấy, hắn biết rõ tim của mình đập cái trống cơm, cảm giác không khác gì lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ quang ngây thường năm đó. Vương Đông không gạt ta, tỷ tỷ của hắn quá là giống hệt quang thần nữ không khác chút nào, thật là xinh đẹp quá đi. À, ít nhất đuổi kịp nàng ta có thể hỏi nàng có phải tỷ tỷ của Vương Đông hay không. Cũng được, dù sao quen thân với Vương Đông cũng không tính là háo sắc chạy theo gái. Vũ Hạo lẩm bẩm thuyết phục chính mình, không do dự nữa dốc toàn lực tăng tốc đuổi theo. Khoảng cách từ viện xử lý khác đến thành xử lý khác cũng không xa lắm, vất vả đổ mồ hôi mới thấy được bóng mỹ nữ trước mặt giảm tốc độ lại gần được một chút thì người ta đã thong thả đi vào thành. Lát sau Vũ Hạo cũng tới được cổng thành sở lệ khác, hắn cũng đành phải giảm tốc, chỗ này hầu hết đều là người bình thường. Lấy tốc độ của hồn vương chảy ào ào ở trong này, không khỏi là gây náo loạn, còn chưa biết sẽ bị học viện sở lệ khác phạt như thế nào đâu. Bước nhanh vào thành, dòng người đông đúc nhộn nhịp, đưa mắt thất vọng nhìn ngóng lung tung, đúng là tìm không ra người đẹp giữa rừng người không đẹp. Vũ Hạo như là có nguyên một chữ háo sắc viết ở trên trán, đỏ mắt tìm khắp nơi, thậm chí sử dụng tinh thần tham trác thế nhưng cũng vô pháp tìm ra cô gái xinh đẹp kia. Dù sao tinh thần tham trác không phải là mắt, chỉ nhìn được hình thể tổng thể chứ không thấy rõ được mặt mũi đường nét ra sao. Mà trước đó lại không kịp để ý khí tức của người ta, bây giờ thì như mò kim đáy biển. Nhức đầu, Vũ Hạo bất giác thấy buồn vu vơ, chắc là tại ta vô duyên rồi. Có điều buồn thì buồn, cũng phải đi tìm bạn bè trước cái đã. Chưa gì mới về nhà chạy theo gái trước rồi, đúng là trọng sắc khinh bạn mà. Hai năm qua cũng không biết bọn họ ra sao rồi. Đại sư huynh và tam sư huynh cao lớn thế nào nhỉ? Tướng ngũ sư tỷ không biết xinh đẹp hơn nhiều không? Vương Đông không biết bây giờ cũng ở đó hay là đang ở học viện đây. Thôi tới đường môn gặp đi là biết. Nghĩ vậy hắn lấy bản đồ thành ra, đây chính là bản đồ mà trước đó Bối Bối vẽ ra nhờ Vương Đông gửi cho hắn. Trên bản đồ chỉ rõ đường đi đến đường môn như thế nào. Đường môn chiếm địa bàn không nhỏ, dù ở một khu vực tương đối vắng vẻ trong thành. Thế nhưng ở cái địa phương đất đắt sắt ra miếng, tất đất còn đắt hơn cả tức pháng thì một khu đất như thế, không biết phải được yêu đãi của viện ra sao mới có thể nhận được đây. Nhanh chóng xuyên qua dòng người, thành sự lấy khăn vẫn phồn thịnh như xưa, người người đông đúc như là chảy hội vậy. Những con đường san sát, những hàng quán đầy người, quả không hổ danh một trong những trung tâm mậu dịch của đại lục, mang lại nguồn thu tài chính dồi dào cho viện sự lấy khác. Trên con đường bước đi thong thả, Vũ Hào không hề biết cách đó không xa. Ở trên lầu của một nhà hàng có một đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn vào hắn từ khi hắn bước qua cổng thành. Cho đến khi hắn mất hút ở cuối con đường, nàng mới nhẹ nhàng rời khỏi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực sữa căng tròn, to vẻ như là may mắn thoát được hắn. Đôi mắt cô gái lộ rõ ý cười lanh lợi thần bí, xoay người đi vào một con đường khác. Lần đầu tiên đến đường môn, chỉ dựa vào bản đồ do Bối Bối vẽ ra nên cũng có hơi mất thời gian một chút. Đi lòng vòng hơn nửa canh giờ, hắn mới có thể đến con đường trước cổng đường môn. Từ xa hắn đã thấy được bức tường đỏ thắm cao chừng 2 trượng kéo dài gần cả 100 mét. Cổng đường môn cao 3 trượng, phía trên theo một tấm biển son son thiếp chữ vàng, phía dưới 2 chữ vàng chính là đường môn, có 4 chữ nhỏ ở bên cạnh góc. Khi mà hắn nhìn thấy 4 chữ đó, bất giác giật mình, Mục Ân sở ký. Quả thật không ngờ biển của đường môn này chính là bút ký lưu lại của Mục lão. Bất giác khiến hắn nhớ đến Mục lão, và cả y lão cảm giác nhớ thương lại nổi lên. Lão sư, khẽ gọi, thân thể của Vũ Hạo run run. Đúng lúc này, cổng của đường môn mở toang, một cô gái từ trong đó đi ra đối mặt với hắn. Nana, cô gái ấy đúng là Nana, là người con gái với Vuôn U Linh ngày trước ở học viện Nhật Nguyệt. Nana cũng nhìn hắn với ánh mắt vui mừng, tiến lên trước mặt của hắn, bỗng nhiên quỳ một gối, cúi đầu thốt lên. Chủ nhân, Vũ Hạo co giò hoảng sợ né sang một bên. Nana làm cái gì đó, đứng dậy. Nana lại không đứng, chỉ lắc đầu, hai mắt đã đỏ. Vũ Hạo vội tiến lên nắm tay kéo nàng đứng dậy. Chuyện gì vậy Nana, ngươi đừng có khóc. Nana lau nước mắt, nhìn hắn sâu sắc. Ân tái tạo của chủ nhân Nana suốt đời không quên. Từ ngày bước vào đường môn ta mới biết được cái gì là niềm vui và hạnh phúc.
chủ nhân ngày không chỉ siêu độ cho vong linh của phụ mẫu được an nghỉ, còn ban cho Nana một cuộc sống mới. Đời này của Nana mãi là nô tỳ của ngài, nhất định phải báo đáp ân đức sâu nặng của ngài. So với ngày xưa, khí sắc của Nana tốt hơn rất nhiều, dung nhan trắng hồng xinh đẹp hơn, cơ thể thanh xuân tràn đầy sức sống, tinh thần cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Vua Hạo lúc này mới thoải mái cười sằng sặc, ta vừa thấy người khóc, còn tưởng người ở đường môn bị bắt nạt, cái gì mà ân đức với cả ân tình, sau này đừng có nhắc nữa, xét tuổi tác ngươi còn già hơn cả ta, gọi tên là được rồi, ta không gọi tên của ngươi, ngươi đã là thành viên của đường môn chính là đồng môn tỉ muội của ta. Như vậy sao được, chủ tớ phải phép, ta không thể nào gọi thẳng tên của chủ nhân, ta là người có nghĩa khí, chủ nhân, ngay không cần phải thứ tha cho ta đâu. Vũ Hạo lúc này cười méo xeo, ngươi nghĩ lung tung cái gì vậy, Nana, nghe ta nói, nếu ngươi còn nhận ta là chủ nhân thì khó mà quên được quá khứ, vậy thì khó mà chân chính hạnh phúc vui vẻ, hiểu chưa? Ngày trước giúp ngươi không phải vì muốn ngươi làm nô tỳ của ta, mà chân chính là giúp bằng hữu cùng cảnh ngộ. Ngày xưa còn nhỏ ta cũng trải qua những chuyện đau khổ gần giống như vậy, mất đi mẫu thân yêu quý nhất, ta và ngươi đồng bệnh tương liên, vậy thì làm sao trở thành chủ nhân của ngươi đây? Mọi thứ đã qua thì qua quên đi, nếu đã có cuộc sống mới rồi cũng nên bỏ qua cái cũ, gia nhập đường môn rồi thì vì đường môn mà cống hiến vậy mới phải. Nana nhìn thấy đôi mắt cương nghị của hắn, đành miễn cưỡng chấp nhận. Vâng, chủ nhân. Ấy, cho ta xin đi. Vua Hạo nhăn mặt, Nana xấu hổ cúi đầu. Vua Hạo. Vua Hạo cười rồi nói, vậy mới phải chứ, Nana, ngươi ra ngoài làm việc phải không? Vậy thì đi đi. Đại sư huynh đang ở đâu thế? Nana gật đầu rồi nói, bối tiên sinh ở đây, ngài vào đi. Kêu ngươi dùm cái đi, đừng có ngày, ta ngại lắm. Vũ Hạo chán nản, vẫy tay tạm biệt nàng, nhanh chóng bước vào đường môn, lòng mong mỏi gặp lại bạn bè. Nhưng thì hắn đã vào trong, Nana mỉm cười ngọt ngào, mỉm cười lẩm bẩm, ngươi không cho ta gọi ngoài miệng thì ta gọi trong lòng. Dù sao đã quyết nhận ngươi là chủ nhân, thì ngươi chính là chủ nhân, mãi mãi không đổi. Việc này xem chủ nhân làm sao mà quản ta được. Nàng vui vẻ quay người đi. Vào trong đường môn, Vũ Hạo nhìn thấy một cái sân trống, tiên sảnh là khá nhỏ, hai bên đều có phòng ốc, cũng không có thứ gì trang trí khuôn viên cả, so với khi thế bên ngoài chênh lệch không nhỏ. Có hai thanh niên áo trắng thấy hắn đi vào, liền sâu liền chặn đường, ngươi vào đây có chuyện gì? Vũ Hạo cười láo cá, về nhà. Về nhà, hai thanh niên kia nghe mà sửng sốt. Vũ Hạo nói, ta tên là Vũ Hạo, cũng là một người của đường môn. Chúng ta bối bối là đại sư huynh của ta, hắn ở đâu? Nghe nói hai người kia bất ngờ là trở nên vui vẻ. Thì ra là Lục sư huynh, đại sư huynh ở trong, ta dẫn ngài vào. Vũ Hạo lại trở nên chột dạ. Tôi của ta e rằng còn nhỏ hơn người nữa, kêu sư huynh như vậy không ổn đâu, gọi tên là được rồi. Thanh niên kia cười rồi nói, Lục sư huynh cũng không thể tùy tiện như thế, đại sư huynh đã có quy định, trình tự sắp xếp dựa vào thời gian gia nhập môn. Hơn nữa hai chúng ta vẫn chưa phải là đệ tử chính thức, phải thông qua khảo hạch môn phái mới chân chính là đệ tử đường môn. Vũ Hạo suy nghĩ, xem ra đại sư huynh đã tổ chức đường môn theo quy định rồi, cũng tốt. Không nói thêm nữa, hắn đi theo hai người thanh niên kia. Khoảng sân thứ hai cũng trống rỗng, khoảng 300 mét vuông, hai bên vẫn là những căn phòng, trước mặt là một kiến trúc to lớn, phía trên có treo một cái biển đề ba chữ to nghị sự đường. Vũ Hạo còn chưa tới, đang nghe rõ tiếng cười vui vẻ trong đại sảnh truyền ra, bất giác nội tâm bốc lên sự vui mừng không tả, phóng người bước vài bước nhảy ngay vào sảnh bên trong. Trong phòng nghị sự lúc này có ba người, có cả Hòa Thái Đầu vừa về trước hắn không lâu. Tiếng cười lúc nãy chính là của hắn. Đối diện hắn là hai thanh niên, người bên trái cao hơn 1,9 mét, lưng dài vai rộng, tướng mạo uy vũ, thân hình khôi vĩ khiến người ta cảm giác như là đối diện một núi cao vững chắc. Người bên phải mặc trường bào, khuôn mặt anh tuấn thản nhiên mỉm cười, ánh mắt thâm thúy, tóc dài xõa ngang vai. So với người kia thiếu đi cái oai hùng vấn khích, thế nhưng hơn nhiều sự nhỏ nhã phong độ của người trí thức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh. Vũ Hạo vui mừng hét lớn bổ nhào tới. Người bên trái chính là Từ Tam Thạch, bên phải còn ai khác ngoài bối bối đây. Hai người nhìn thấy Vũ Hạo bước vào cũng vui mừng quá đỗi, vội va tiến lên chào đón. Bốn sư huynh đệ vui vẻ ôm nhau thắm thiết thành một vòng tròn. Tâm tình hưng phấn của bốn người đã lâu không được đoàn tụ khó mà kiềm chế được. Bối bối mỉm cười nhìn Vũ Hạo rồi nói, tiểu sư đệ, người cuối cùng cũng đã trở về. Suốt hai năm rưỡi đằng đẵng. Vũ Hạo mạnh mẽ gật đầu, còn không phải sao, 2 năm rưỡi, ta sớm đã nhớ cái nhà muốn chết rồi. Lúc nào cũng than thở mong sao quá trình trao đổi học tập sớm chấm dứt. Đại sư huynh, ta thật sự muốn gặp các người cũng khỏe chứ? Bối bối mỉm cười rồi nói, mọi người đều tốt, thế nào, đường môn chúng ta đã xem như có quy mô, cảnh thấy thế nào rồi? Vũ Hạo chân thành đáp lời, đại sư huynh, tam sư huynh, vất vả hai người rồi. Ta thật sự không ngờ, chỉ ngắn ngủi 2 năm chúng ta đã có địa bàn cho mình, dù rằng chưa thể nghênh ngang tiêu sái, thế nhưng cũng đã có thứ để kiêu hãnh. Bối bối nói, con đang chờ ngươi trở về chủ trì đại cục đó, sau này ngươi phải gánh vác trách nhiệm đường môn nhiều hơn đi. Ta chủ trì đại cục?
Vũ Hạo sửng sốt lắc đầu quẩy quậy, không thể làm sao được, khẳng định phải là sư huynh chủ trì đại cục. Tư Tam Thạch cười lớn, ta đã nói mà, thế nào tiểu tử này cũng sẽ từ chối, công tăng vất vả đó ai mà dành với người được. Bối Bối vẻ mặt đau khổ rồi nói, tiểu sư đệ, tương lai phát triển đường môn chúng ta nhất định phải dựa vào hồn đạo khí là chính, mà ngươi vào hòa thế đầu là hai hồn đạo sư duy nhất trong 7 người chúng ta. Vũ Hạo nói, đại sư huynh vì đường môn mà dốc sức, ta nguyện đem hết toàn lực, thế nhưng chủ trì đường môn chỉ có thể là huynh, chúng ta có thể phụ trách kỹ thuật chế tạo hồn đạo khí, thế nhưng phương hướng và quản lý chung ta vốn rốt đặc cán mai. Bối Bối cười rồi nói, ta cũng không chuyên, thử nhiều tự nhiên biết. Thôi hiện tại hai người mới đi đường xa trở về, khoan hãy nói những chuyện đó, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Vâng, Vũ Hạo thông khoái trả lời, mang tâm tình hưng phấn đến ngồi chỗ bàn. Lúc này hắn mới có thời gian quan sát bố cục bài trí trong phòng. Phòng nghị sự bố trí đơn giản mang phong cách cổ, thảm xanh dưới nền, đồ dùng đỏ thẫm càng tô điểm thêm nét cổ kính. Một cái bàn dài có 20 ghế giữa xếp thành hai hàng bên bàn, vị trí chủ tọa ngồi bắc trông về nam. Hoa Thế Đầu nói, đại sư huynh, đường môn chúng ta hiện tại đã phát triển tới trình độ nào, nói cho ta và tiểu sư đệ cùng biết. Bố Bối gật đầu rồi nói, đường môn phát triển cực kỳ nhanh, thậm chí vượt qua sự tính của ta, chủ yếu cũng do những bản vẽ mà tiểu sư đệ tuần về. Vũ Hạo ở học viện Nhật Nguyệt, mỗi bản vẽ đều chuyển một bản sao về cho Bối Bối. Tất cả mọi thiết kế đó của học viện Nhật Nguyệt, học viện xử lý khác đều có, thế nhưng những thiết kế do chính tay Vũ Hạo sáng tạo thiết kế lại trở thành độc môn sở hữu của đường môn. Việc này Bối Bối và Vũ Hạo đã thường nghĩ, cũng đã tuyên bố với Hải Thần Các. Dù sao đường môn muốn phát triển cũng không thể nào thiếu tài chính, có tài chính mới có thể tuyển dụng nhân tài đi tới phát triển lớn mạnh. Học viện xử lý khắc hiện tại chính là mạnh thường quân lớn nhất của đường môn, không ngừng là cung cấp tài chính. Đồng thời những đệ tử nội viện ngoại viện xử lý khắc sau khi tốt nghiệp còn được gợi ý để cử gia nhập tông môn, chỉ cần họ bằng lòng ngay lập tức trở thành đệ tử của đường môn. Thành lập còn chưa lâu, số lượng học viên bằng lòng gia nhập đường môn cũng không ít. Thế nhưng hệ hồn đạo học viện xử lý khắc phát triển càng lúc càng nhanh, tương lai sau này thì đường môn nhất định là một nơi để tiến thân nhất ở cho những hồn đạo xưa kia. Đó chính là tầm nhìn sắc bén của Bối Bối. Học viện dù sao cũng là học viện, chỉ có thể bồi dưỡng nhân tài, thế nhưng không thể giữ lại quá nhiều nhân tài. Những học viên đã tốt nghiệp sau 6 năm học tập, khảo hạch nội viện không thông qua cũng chỉ có thể rời đi. Tông môn thì khác, nhận đệ tử đó là cả đời thuộc về. Tông môn càng cường đại, càng có thể cung cấp điều kiện tu luyện thuận lợi để giữ lại nhân tài. Di ngôn của Mục Lão cũng đã dặn học viện xử lý khác phải định hình xây dựng một tông môn gắn liền với học viện. Thế nhưng học viện xử lý khác đã nổi danh vạn năm, nếu tự mình thành lập xử lý khác tông thì không hay cho lắm, còn không biết sẽ phải nhận bao nhiêu là bêu xíu và phiền toái. Đường môn thì khác, lịch sử đường môn cũng lâu không kém, lại có liên hệ vạn năm với học viện xử lý khác. Hiện tại lấy danh nghĩa học viện xử lý khác làm hậu thuẫn trùng kiến đường môn, hiển nhiên là danh chính ngôn thuận. Bối Bối chỉ tiếc một điều, tin tốt lành này vẫn không thể chính mình báo cho Đường Nhã hay, đành phải cố gắng xây dựng cho thật tốt. Sau này gặp lại sẽ cho nàng một bất ngờ thú vị. Trước mắt đường môn chúng ta chủ yếu chưa làm nội đường và ngoại đường. Nó không giống với nội ngoại viện bên kia. Nội đường chủ yếu phụ trách quản lý môn hạ, chế tạo hồn đạo khí. Ngoại đường phụ trách đối ngoại, như là giao bang với tông môn khác, chiến đấu chống xâm lược. Nội đường hiện tại đã có hơn 30 người, một vài thợ rèn lành nghề, gần 100 nhân khẩu chế tạo ra các thần nỏ pháo do người thiết kế. Hiện tại mỗi tháng sản xuất được 10 thành phẩm, một tốc độ sản xuất không tồi. Đơn đặt hàng chủ yếu dành cho thành xử lý khác vào học viện. Ngoại đường do Tam Thạch phụ trách, hiện tại cũng chỉ trong giai đoạn sáng lập, đang thu nhận đệ tử ngoại viện, vẫn chưa có đệ tử nội viện tình nguyện gia nhập đường môn. Nhưng ta tin đường môn không ngừng cường đại, hết thảy sẽ trở nên tốt đẹp. Bối Bối mỗi lần lượt kể ra cơ cấu phân bổ nội đường, ngoại đường của đường môn cho hai người kia nghe. Xưởng chế tạo hồn đạo khí cũng mô phỏng một chút cấu trúc của mình đức đường, thế nhưng không đạt được trình độ căn cứ ngầm sâu như vậy, chỉ là bán ngầm. Một phần xưởng nằm ở trên mặt đất, khu vực tầng hầm của đường môn, một phần nằm sâu hơn một chút. Những phụ kiện mấu chốt và lắp ráp hoàn chỉnh đều được hiện ở phần ngầm, còn phần trên mặt đất chủ yếu là đúc khuôn và chế tạo linh kiện. Hiện tại thì đường môn sản xuất hồn đạo khí cũng chỉ có ra các thần nỏ pháo, đồng thời chế tác một ít đạn pháo. Dù vậy muốn hoàn thành đơn đặt hàng đầu tiên của xử lý khác ước chừng cũng phải 2 năm mới hoàn thành. Vũ Hạo, ta đang chờ ngươi trở về để bàn bạc một chút. Ngươi thấy ra các thần nỏ pháo có thể tiêu thụ bên ngoài không? Nếu đường sẽ giúp chúng ta trực tiếp mở rộng quy mô, nhân sự cũng không phải là vấn đề lớn. Bên phía học viện đã đưa chúng ta vào làm một cơ sở hợp tác thực tập cho đệ tử học viện. Chúng ta cũng có thể trả thù lao nhất định để thuê bọn họ cùng chế tạo hạch tâm pháp trận và linh kiện không quan trọng. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói, đại sư huynh, ta cho rằng gia các thần nỏ pháo tạm thời không nên tiêu thụ bên ngoài, nếu tài chính cho phép cũng chưa cần mở rộng quy mô, nên tinh góp từng tí một để tồn trữ hàng hóa, đợi sau khi chúng ta chiến thắng đấu hồn đại tái trở về rồi tính.
Bối Bối nói, với chất lượng giá các thần nỏ pháo, chỉ cần chúng ta chào hàng với đế quốc Tinh La và Thiên Hồn, tin chắc họ sẽ rất là hứng thú. Giá các thần nỏ chế tạo phức tạp, thế nhưng yêu cầu với kim loại hiếm không quá cao, đạn dược sử dụng liền liền, cũng chỉ có chúng ta chế tạo được. Đó mới là nguồn lời chân chính của chúng ta. Ta đã thảo luận với bên phía học viện, hồn đạo hệ sẽ cấp cho chúng ta một chuyên khu, tuyển chọn thợ rèn thạo tay nghề để chế tạo ra hồn đạo đạn pháo số lượng lớn. Những định trang hồn đạo đạn pháo tất cả đều thu về lưu trữ trong thành xử lý khác. Đối với bên ngoài, chúng ta chỉ tiêu thụ hàng hóa cấp 4 trở xuống.